chưa bằng to xong mà chơi bài khả năng rỉ tị bấy lô trùm tiêu nhắc đàn ní và thiên công hôn Golden Tech Solution chụp điệp xua chết mây cái nạ cam ca bà 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 về tất cả ní bay đòn chanh chanh bay chanh bị đòn á ok nhưng cho anh dễ tha đôi chị khi chân à lỡ khi lơ ô tì hò chạy xa đây đôi khi nhóm chân ban đi tha phù bị thiên bắt ngay ní quát ơn như vậy ông pi tha tá dương điệp trong khuôn nhà mách đập bay khai tôi chỉ đẹp đặng nòm chân bà dương thật đăng khuôn anh muốn tha tá dương trong bàn ấy ô tì hò đôi khi nhóm chân hạt ấy nhóm trong thang nhóm chỉ đẹp cục rong rong hôn trán á rong hôn nhóm bay buồn đó mấy còn nhóm cục rong bàn mấy còn nhóm chột chế bàn tay nhóm lan đi bệt ní lan lực thì bay ấy bị đòn sẽ từng bị đòn chà chấn ban đi tha chấm chăng vậy tha nhóm mình rìa thôi tụ bay thì họ tha ngay ní nhóm chua bưu mình chua bưu môi cọt thẹt nhóm thấy ngay cao để miếng cam mình thi nhóm mà chua ruộng tiệt nhóm mang mau bình chinh tiệt nhóm tự riêng tiệt phố nhóm chưa tha bà lựa lựa sâu tha hai mình chăng thạc nhóm sao ta chỉ lâu chùm tiêu riêng đó chọc bệnh đất tiết hay miếng cơm hôn bay buồn đọc tiết hay đọc bê lan đi bét thân ra đi dây như dây ớt trời đọc bê thua ca cục cơm cơm hôn bay buồn dây ban tặng ớt mộng bà chia ban chốc chê tặng ớt sao đọc bê lan đi bét thân ra lần dây bẻ vây đây đại dương ở bông ngoài thua hoa tặng ngái tới trên dây ớt chình chăng khiêm sâu mình chung xa tới đây tha tiết tôn cho mùi nâng bóng ôn rồi có bụi nì sợ bình bóng nì sợ ấy tặng ớt tha tìm mùi cứ dương thầu rô gỗ khuôn ai ở chỗ bà bởi cô dương tha dương sẽ lãnh ti tăng năng dương sẽ lãnh pin đồng bọn năng chắc mà đi tha dương thử rô tha ta cái thơ dàng mấy đập bay ban pin đồng bọn năng chẳng ca rô si gọi đôi chân đại bán đi tha rô si miên bà chê năng mình chốc chê chắc mà xanh gì chốc chê mà đòn pi đòn bay đòn rùm mùi bay buồn đòn dương bọc bọn cháu chẳng dương miên thang ngay đừng qua tha phiếp chốc chê đòi vì thi nà bàn tì chắc mà đi tha chứ sở mau bán đi tha nè để ai bằng to bên bán cứ bán đi tha tôi tầm miên tất chật mùng một hay dương đâu tua đa khuôn ai cha chỉ vật nika ruột si nàng cha chỉ vật nika ruột nơi ruột xa đôi chỉ là khao mùi chẳng ta dương sẽ lãnh tua mùi nà bà dương sẽ lãnh tua mùi nà dương chạy mơ nó không bị phục lộ được sử mấy ní dương mình Facebook mình Google lấy dương sửa chạy nhá thà ta bộ quân là bay nâng ạ còn ai mà chốc chê mà chua chương đó ngay ní ta cả chập đam quật với dạng mệnh dương khơi dương thật xa quân dương chi diêm thật sắc xa phì quân chi diêm thật mơ quân chẳng dương là ai miền dạng hậu na của dương miền cùng đất ha ta tới thờ mệnh đọc bài ở bàn đôi còn thôi luôn tam cốt trap tam cốt nè hành chẳng ban đi tha bờ dương triêm mà lớn ní tia tha bờ sân dịp ôm ôn sắt ban đi tha tôi tại không răng riêng do sinh nhật bắt mau chỉ cô mùi sân và tòa máu chập đam rosi hai ở tòa tha mục na để dương chô chặt chẳng ban đi tha cứ dương thơ hai thơ tiệt bà thơ mình chụp nhưng mình chưa tha mình nuôi mình nẹ bà chơi bay buôn đập đong hay là tập phơi tiệt hay ngày nào mua nơi tập miền mình chụp chơi nhưng chưa tha bay buôn đập chín năm gram mà công thể chụp chơi khẩn than nâng mau pin mặt phep youngster chăng sờ rộp mau nhưng chưa tha nẹ na có ai khai tới chỉ nẹ mình to bên bàn nẹ na có ai mi cái đây sờ máy đây chăng cái đây sờ máy nó lơ khuôn dương khuôn ai chăng dương thọc đại nhà tha bây giờ dương miếng cái đây sờ máy dương miếng gỗ hơi dương thọc phep khuôn ai tha ta dương sờ lạnh bật bọc cọt rồi còn tại bà sân dị dân xua hồ chùm lại khuôn ai ngọt bàn tê mà hạp chia lại chung cá quên mình thì sạch thật là còn hiện mà hạp chia lại hiện mà hạp chia lại bị bay còn hiện là bay ấy kê bố ca nghe chạy sạch nhưng thơ tầm mùi cốt bây giờ tôi xong phía ca nghe cứ ban tầm mùi cốt nhạc là mình master bì bà nhạc bát bì vô mà thơ ấy bì bì nâng anh ấy thơ xua khuôn ai ở chỗ ba bà khuôn ai thật sạch lãnh mùi na hay mục chùm nền mùi na hay riêng ta mà mục chùm nền nâng tầng sạch lãnh tù ông mùi na chia diêm trap tam tù ông nâng trap hai trap tiết hai miên chặt mùng một anh ấy sầm khăn cam mùng một để chinh bị chặt dương năng hai để dương ai thơ rosie ấy có bán thơ ấy có chốt chơi đây dương thơ xua khuôn anh tha pe mau ní dương nằm mau ní pe ní dương chôn nơi trăng nà dương chôn nơi tua ong mùi nà mấy bạn đi tha ô tia tha chung cá nhầm dễ cho thắng đội mơ rương là khao nơi tam tuổi tua sóc mấy còn dốt mau thua gì bà bị sao rosie bàn anh đang bà bị sao nơi chỉ vật tim mũi dương thở cất tha chỉ bất để kê chốc chê để kê ai tay nhịp bôn trên mau chỉ sạch rương sập hơi để kê ai tờ xê trên mau chỉ sập hơi môi nắng ban đây thằng kê thọp miên bắp bị sao hời kê thọp tròn cạt hời kê thọp chốc chê hời bên tay mà đau mau ní bà sân chỉ kê xua nhom với nhom thay hạt ấy còn nhom mình rìa thôi ngay ní nhom đâu ta mình rìa thôi bị prốt tự đau nhom nhom là khơi nhạc nhom chọn mang pin đồng bọn chẳng bà sân chỉ dạ pê pi chín năm bay chín năm được mãn chín năm tiền
ខ្ញុំនៅតែមកឲ្យតែលោកគ្រូរដ្ឋាថាមកហៅមកមកទាំងអស់ណាពីព្រោះខ្ញុំមកខ្ញុំបានស្ដាប់បានស្ដាប់អ្នកដែលគាត់មានគេថាបបិសោតមុនមុនណាគាត់បាននិយាយប្រាប់គាត់បានបញ្យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគំនិតខួរក្បាលខ្ញុំហ្នឹងរីកចម្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំយកអាគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្រុមហ៊ុនជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរីកចម្រើនជាងមុនកម្រិតរីកចម្រើនឡើងលឿនមែនតើនៅពេលដែលអ្នកខ្លះវិញពេលដែលមកស្ដាប់កម្មវិធីហ្នឹងជួនកាលអត់ចង់ស្ដាប់ទេព្រោះជួនកាលនិយាយទៅវាច្រើនពេកវាវែងពេកអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំពាក្យម៉ាក់ខ្ញុំមួយថាគាត់ប្រាប់ថាកូនបើកូនឯងរៀនមិនចេះយើងខួរក្បាលយើងវាអន់តែត្រូវតែទៅរៀនទោះបីគេថាគេអ្នកចេះគេរៀន10ពាក្យគេចេះ9ពាក្យ8ពាក្យយើងចេះតែ1ពាក្យក៏គ្រាន់បើជាងអត់ដែរអានេះជាសារដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅហើយបើសិនជាយើងខាងតែមកស្ដាប់គាត់ខំប្រឹងរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំអីចាត់ចែងអីកម្មវិធីរៀបចំមិនមែនជាការងាយទេប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ពេលគាត់មកស្ដាប់ទៅគាត់ចាប់ដើមធុញពាក្យថាធុញពេលគាត់ស្ដាប់មេតិការនឹងធុញបាននិយាយថាជួនកាលចំណេះវិជ្ជាគាត់លើសចេះលើសហ្នឹងប៉ុន្តែជួនកាលគាត់អត់យល់សោះហ្មងគាត់អត់យល់ពីវេទិកាហ្មងចាគាត់យល់ទេថាពួកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេខំប្រឹងមកបញ្ចេញមកហ្នឹងដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកលោកគ្រូគាត់ហៅមកហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកជោគជ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកជោគជ័យមិនមែនបាននិយាយថាទោះតែពីកែនិយាយបានហៅថាអ្នកជោគជ័យទេខ្ញុំនៅប្រកាន់ទស្សនៈហ្នឹងដល់មកមួយខ្ញុំដឹងថាពេលមកនេះនីតិនេះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំរស់ស៊ីអាចខ្លះជាអ្នកជោគជ័យទោះបីខ្ញុំកាន់ក្រុមហ៊ុន3 4 10ខ្ញុំកាន់បានទាំងអស់ពួកជីវិតគ្រួសារខ្ញុំអាចកាន់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែចាប់ដើមរៀនខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយនៅវេទិកាដែលមានមេក្រូហ្នឹងគឺជាលើកទី1គឺឡើងឌីបេតលើកទី1ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលវេទិកាគឺខ្ញុំឡើងទុំតែ3ដងទេចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឃើញមួយទៀតថាបើសិនជាដូចជាខ្ញុំវិញអ្នកខ្លះវិញគេថាអៀនណាលេងហ៊ានមកហើយព្រោះចាញ់ម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅបាត់បានហ្មងអញ្ចឹងគាត់អត់នឹងស្គាល់វេទិកាហ្នឹងគាត់នឹងអត់បានពានរង្វាន់ហ្នឹងមួយជីវិតតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានចា៎ខ្ញុំសូមអរប៉ុណ្ណឹងចា៎ចា៎សូមអរគុណសូមអរគុណលោកជំទាវញឹកដានីប្រធានក្រុមហ៊ុន Golden Tech Solution ដើម្បីមកតំណាងភៀម